Bạn đang đến với kênh youtube Báo Việt Nam Net, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine tung video tiêu diệt nguyên đại đội xe tăng của Nga tại Donetsk Lữ đoàn Jager 68 của Ukraine đã chia sẻ một đoạn video cho thấy cuộc tấn công của họ vào lực lượng Nga ở khu vực Bokrov, tỉnh Donetsk hôm thứ Sáu 14 tháng 6. Ông Nazar Volosin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Kotytsia, tuyên bố về hãng thông tấn nhà nước Ukraine form rằng đoạn video này là xác thực. Tại trục Bokrov, lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã tiêu diệt 8 xe tăng Nga và khiến hai chiếc nữa không hoạt động được. Tổng cộng là 10 chiếc bị phá hủy. Số xe tăng này bằng một đại đội xe tăng. Ông Volosin nói và cho biết thêm rằng, cũng tại khu vực này, quân đội Ukraine đã phá hủy thêm 8 chiếc xe chiến đấu bọc thép, hai hệ thống pháo binh và 4 phương tiện cơ giới khác của Nga, đồng thời làm hư hại một số chiếc khác. Ông Volosin nói, các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine của chúng tôi đã làm rất tốt ngày hôm nay. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong báo cáo tình hình chiến trường hôm 14 tháng 6 cho biết, Nga đang tập trung hỏa lực vào mặt trận Bokrov hướng tới đô thị chiến lược án ngữ ngã ba hướng về thành phố Donetsk và Palmut. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố, đối phương đang công kích dữ dội nhằm vào lực lượng phòng thủ tại khu vực Bokrov. Tình hình rất khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, các binh sĩ đang nỗ lực ngăn chặn đối phương tiến sâu vào lãnh thổ. Ukraine cho biết 71 cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc trên tiền tuyến, trong đó có 24 trận đánh diễn ra tại mặt trận Bokrov. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sinskin trước đó cũng nói rằng Nga đang huy động lực lượng xung kích lớn chưa từng thấy từ 8 lữ đoàn để tấn công mặt trận Bokrov và Kurakov thuộc tỉnh Donetsk. Bokrov trước đây được gọi là Krasdobe, cách thành phố Adyivska khoảng 40 km về phía tây bắc, án ngữ ở ngã ba hướng về thành phố Donetsk và Bamut đồng thời nằm cạnh tuyến đường sắt đi qua Adivska. Nếu để mất Bokorov, lực lượng Ukraine sẽ để hở sườn phía nam của thành trì Chasovia cùng các đô thị lân cận là Kramatov và Slavian. Thưa quý vị, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố ngày 14 tháng 6, quân đội nước này đã tấn công 15 khu vực tập trung binh sĩ của quân đội Nga, trong khi Moscow cố gắng tận dụng lợi thế về nhân lực, trang thiết bị và yểm trợ trên không để chiếm thêm lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Trong bản báo cáo muộn về tình hình chiến sự trong ngày 14 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh, bất chấp sự tấn công dữ dội của đối phương, các binh sĩ Ukraine đã chiến đấu kiên cường và hiệu quả. Tại khu vực xung quanh Kharkov, các lực lượng Nga được không quân yểm trợ đã ba lần cố gắng tấn công vào các vị trí của các đơn vị Ukraine ở các thị trấn Vokchan và Tikhoi. Kiev cho biết tất cả các cuộc tấn công này đều đã bị đẩy lùi. Theo Uruguay, lực lượng Ukraine đã có những bước tiến đáng kể ở mặt trận Kharkov khi giành lại được một số lãnh thổ trước đây do Nga nắm giữ và củng cố các vị trí mới. Theo một chiến sĩ lữ đoàn xung kích biệt động 92, lực lượng phòng vệ Ukraine không chỉ đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga mà còn theo dõi, đánh mạnh vào hoạt động di chuyển quân của Nga trên địa bàn. Trong hơn một tháng, các lực lượng Nga đã cố gắng tiến vào khu vực Kharkov, nhưng hiện phòng thủ của Ukraine đã ổn định được tiền tuyến. Theo ông Fedorenko, chỉ huy tiểu đoàn UAV Achin thuộc Lữ đoàn Tấn công riêng biệt số 92, quân đội Nga không còn có thể tiến quân nhanh chóng như trước dù họ có ưu thế về nhân lực và pháo binh. Lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động tác chiến tại Pini, Staritsia và Hibok đẩy lùi các nỗ lực của đối phương và củng cố vị trí của họ. ở Vokzhan, cuộc giao tranh đang diễn ra cam go và tiếp tục gia tăng trong các khu dân cư. Theo ông Fedorenko, giao tranh đang diễn ra theo đúng nghĩa đen ở mọi ngôi nhà và tầng hầm. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực chiến đấu để giành lại các vị trí, bắt giữ nhiều binh sĩ Nga. trong cuộc giao tranh ở khu vực Kharkov, Nga hiện sử dụng rất nhiều xe bọc thép. Ukraine đã phá hủy một lượng đáng kể thiết giáp của đối phương. Quân đội Nga phải sử dụng các xe quân sự và xe mô tô có tính cơ động cao để linh hoạt hơn. Ukraine báo cáo rằng người Nga đang cố gắng xây dựng các công sự chỉ cách vốc tràn 2 km. Chiến thuật này từ lâu đã trở thành chiến lược chủ yếu của lực lượng Nga với các tuyến phòng thủ được xây dựng ngay lập tức trên tất cả các vùng lãnh thổ bị họ chiếm đóng. Ông Fedorenko kết luận lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiếp tục quan sát mọi chuyển động của đối phương nhằm mục đích ngăn chặn họ, củng cố các khu vực này. Do đó chúng tôi chủ động nhắm mục tiêu và tiêu diệt đối thủ. Phòng tuyến mà họ đang cố gắng thiết lập sẽ không hiệu quả đối với họ. Trước đó, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến lược Khotitsia của Ukraine, ông Nazar Vonosin khẳng định, lực lượng Nga đã bị đình trệ gần thị trấn Vokchan dù đã triển khai quân tiếp viện từ các mặt trận khác. Theo ông, ngay cả việc bổ sung thêm lực lượng cũng không giúp Nga đạt được những thắng lợi đáng kể. Cũng trong ngày 14 tháng 6, Nga đã tấn công các thị trấn gần thành phố Liman ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả tình hình đã được kiểm soát, đồng thời cho biết 4 cuộc đụng độ đã kết thúc, nhưng 5 cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn. Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng lưu ý rằng quân đội Nga đang tấn công mạnh mẽ ở khu vực Pokrovsky, nơi lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 17 đợt tiến công. Ít nhất, hàng chục cuộc đụng độ trực tiếp khác đang diễn ra. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình khó khăn nhưng đã được kiểm soát bởi lực lượng quốc phòng. Binh sĩ Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn đối phương tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức cho biết là một phần của gói viện trợ quân sự mới, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn vũ khí, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân, thiết bị kỹ thuật và hệ thống pháo binh. Theo báo cáo, Ukraine sẽ nhận được 3 hệ thống HIMARS, 20 xe chiến đấu bộ binh Marder và 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5, cũng như các xe bọc thép Berger-Banzer II, 1 chiếc, xe già phá bom mìn Wiesel 1, 4 chiếc, xe bọc thép Pioneer Panzer 2A1 dắt hai chiếc. Gói viện trợ quân sự mới cũng bao gồm một hệ thống phòng không tầm trung IST SLM, một hệ thống phòng không tầm ngắn IST SLS cùng 21.000 viên đạn cỡ 155 mm. Ngoài ra, gói này còn có súng trường tấn công, đạn cho vũ khí hạng nhẹ và các thiết bị phụ trợ thay thế. Hồi đầu tuần, Đức cho biết nước này đã đào tạo binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống Patriot và chuyển giao tên lửa cho hệ thống này. 32 tên lửa như vậy đã được Berlin chuyển giao gần đây và 68 tên lửa khác sẽ được giao trong những tuần tới. Đức là một trong những nước cung cấp viện trợ quân sự hàng đầu cho Ukraine kể từ khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột. Berlin đã chuyển loạt vũ khí cho Kiev với giá trị ước tính lên đến 5,2 tỷ euro. Theo Reuters, ngày 14 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ ngừng bắn và tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng tham gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và rút lực lượng khỏi bốn khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố chủ quyền. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng bảo đảm việc rút quân an toàn của các đơn vị Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố trên trước thềm hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, nơi hơn 90 quốc gia và các tổ chức quốc tế sẽ thảo luận về con đường khả thi hướng tới hòa bình ở Ukraine. Nga chưa được mời và nói rằng cuộc họp này chỉ lãng phí thời gian. Nga kiểm soát gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine trong năm thứ ba của cuộc xung đột, và Kiev nói rằng hòa bình chỉ có thể dựa trên việc lực lượng Nga rút hoàn toàn và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Ngày hôm nay, 15 tháng 6, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ cùng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Nhưng Nga không được mời tham dự sự kiện. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo Đức, Italia, Anh, Canada, Nhật Bản nằm trong số những người dự kiến tham dự cuộc họp diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bugenstock của Thụy Sĩ. Ngoài ra, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, những quốc gia duy trì mối quan hệ thân thiết với Nga, sẽ cử ngoại trưởng tham dự hội nghị. Tuy nhiên, bất chấp nhiều tháng vận động hành lang của Ukraine, một số nước sẽ không tham gia. Đáng chú ý nhất là Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu mỏ chính của Nga và là nhà cung cấp hàng hóa giúp Moscow duy trì các cơ sở sản xuất. Trung Quốc cùng với Bờ Brazil đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình riêng cho Ukraine kêu gọi sự tham gia của cả hai bên. Moscow trước đây đã lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột. Trên chiến trường, quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine đang tiến về phía đông trong một cuộc giao tranh khiến hàng chục nghìn binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Làng mạc, thị trấn và thành phố bị tàn phá và hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Với những cơn gió ngược và những khác biệt cố hữu giữa Ukraine và Nga, Hội nghị Thượng đỉnh sẽ tránh xa các vấn đề lãnh thổ và tập trung vào các phần trong kế hoạch của Tổng thống Zelensky để hầu hết những người tham gia đều chấp nhận. Những điều này bao gồm nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực, an toàn hạt nhân, tự do hàng hải, và trao đổi tù nhân. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!